ẩm thực miền Trung, cá đặc sản miền Trung. Bắt đầu từ thành phố bên bờ sông Hàn, khi chiều xuống, thả bộ theo con đường dọc biển, hương vị thơm nức của những con cá đuối nướng đang lan tỏa trong gió từ những hàng quán ven biển như níu chân du khách. Cá đuối nướng. Nguyên liệu chính là những con cá đuối còn tươi được làm sạch, ướp với các loại gia vị và nướng chín trên bếp than hồng cùng ít lá lốt, ăn kèm là bánh tráng, rau sống cùng với chén mắm nêm cay xé lưỡi đúng vị miền Trung, vị ngọt của thịt cá, hương thơm của các loại rau cùng chén mắm nêm đậm đà sẽ làm bạn nhớ mãi sau khi thưởng thức. Món kế tiếp bạn sẽ được thưởng thức là cá bống sông Trà bình dị của người dân xứ Quảng. Cá bống cát ở sông Trà có nhiều loại, từ loại cá bống cát nhỏ con, màu vàng nhạt, cỡ bằng ngón tay út, cho đến loại cá bống gồ, to con, và loại cá bống mú có thân hình tím sẫm như loại cá mú biển, còn gọi là cá bống than. Thịt nhão không ngon bằng thịt cá bống cát. Cá bống cát sông Trà. Cá bống ngon nhất là kho tiêu, cá rửa sạch, cho vào niêu đất, thêm ít nước mắm, đường, muối, hành, tiêu, đun lửa riu riu cho đến lúc chín. Cá bống kho tiêu đậm đà hơi cay, được ăn kèm với cơm nóng là món ăn rất khó quên đối với bạn. Đến với Phú Yên, những món chế biến từ cá ngừ đại dương chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Đầu tiên phải kể đến là thịt phi lê cá ăn kèm mù tạt. Thái thịt cá thành từng lát mỏng, cho vào hộp nhựa để lạnh. Khi ăn dùng lá cải xanh, cuốn kèm lát cá với các loại rau như chuối chát, khế, ngò tàu, ngổ, các loại rau húng. Chấm vào chén nước tương pha mù tạt và thưởng thức. Lườn cá ngừ nướng. Ngon lạ nhất là món mắt cá ướp các gia vị như thuốc bắc, xả, ớt, tiêu, rồi chưng cách thủy. Bên cạnh đó, món lườn cá ngừ nướng cũng đem lại nhiều hương vị thơm ngon cho bạn. Lườn cá rửa sạch, để nguyên phần da, thái từng lát độ bằng 3 đến 4 ngón tay rồi ướp với gia vị. Cá nướng chín trên bếp than hồng, mỡ cháy xèo xèo, tỏa hương nghi ngút thơm phức. Đến với Nha Trang, bạn không thể bỏ qua món bún cá dầm đặc trưng của phố biển. Cá dầm là một đặc sản nổi tiếng của vùng biển Khánh Hòa. Thịt cá chắc, ngọt, thơm, ngon nên được nhiều người ưa thích. Chế biến cá dầm không khó, những con cá còn sống được làm sạch, luộc chín, bỏ da và xương. Thịt cá được hái thành từng khúc vừa ăn. Bún cá dầm. Ngoài cá dầm, bát bún còn có chả cá và nước dùng. Không nấu từ xương heo như các loại bún khác, nước dùng bún cá dầm được nấu chín từ chính xương của loại cá này, nên có vị ngọt thanh rất tự nhiên, không lẫn vào đâu được. Ăn kèm là đĩa rau sống được thái nhỏ rất đặc trưng của ẩm thực Nha Trang. Cuối cùng, món gỏi cá mai nổi tiếng của vùng đất Ninh Thuận sẽ khép lại một hành trình đầy thú vị dành cho bạn. Cá mai có hình dáng tương tự cá cơm, nhưng có một lớp vảy bạc lấp lánh bao quanh, và đặc biệt là không có máu nên không có mùi tanh. Cá mai đánh sạch vảy, cắt bỏ đầu đuôi, dùng dao mổ dọc theo lườn cá, rút bỏ xương sống, làm tái qua giấm hoặc nước cốt chanh, vắt ráo và để riêng. Gỏi cá mai. Các loại rau dùng để bóp gỏi rất phong phú như cá rốt thái sợi, hành tây thái mỏng, húng lũi, rau răm thái nhỏ, đậu phụng rang. Cho tất cả nguyên liệu trên vào chung với cá mai, thêm một ít nước mắm chanh tỏi ớt, trộn đều, nếm lại vừa ăn. Bạn có thể ăn gỏi cá mai cuốn bánh tráng cùng với chuối chát, dưa leo, xà lách. Một chuyến hành trình trên cung đường miền Trung sẽ là kỷ niệm đáng nhớ với bạn khi vừa được đi, vừa được trải nghiệm những món ăn ngon miệng của mỗi vùng miền.